Hôm nay, Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn tìm hiểu thuế vãng lai ngoại tỉnh. Thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh, hay còn gọi là thuế vãng lai ngoại tỉnh, là số thuế VAT mà kế toán cần trích nộp, tạm nộp cho cơ quan thuế ngân sách tỉnh tại nơi doanh nghiệp có hoạt động xây dựng, lắp đặt, giao dịch, chuyển nhượng bất động sản, dù không có đơn vị trực thuộc. Văn bản pháp luật thì chúng ta sẽ căn cứ vào điểm BC khoản 2 điều 13 thông tư số 18/2021 thông tư của Bộ Tài chính và điểm C khoản 3 điều 13 thông tư 80/2021 thông tư của Bộ Tài chính. Đối tượng áp dụng thì có hai đối tượng, thứ nhất là người nộp thuế thi công công trình xây dựng tại địa bàn tỉnh khác và trường hợp thứ hai là người nộp thuế có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại địa bàn khác tỉnh trừ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư được quy định theo khoản 1 điều 11 nghị định 126/2020 nghị định của Chính phủ. Quy định về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh theo thông tư 80 sẽ có một số các cái điểm khác so với thông tư 156/2013 thông tư của Bộ Tài chính. Căn cứ theo công văn số 4384 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu các nội dung mới của thông tư số 80/2021 thông tư của Bộ Tài chính ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính, thì thứ nhất là sửa đối tượng khai thuế nộp thuế nhà thầu ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư. Thứ hai là giảm tỷ lệ khai thuế từ 2% xuống còn 1%. Thứ ba là bỏ quy định khai thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với hoạt động bán hàng tại tỉnh khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính nhưng không thành lập đơn vị trực thuộc tại tỉnh đó. Và thứ tư là cách thức bù trừ thì người nộp thuế không phải kê khai số đã nộp mà cơ quan thuế sẽ tự luân chuyển chứng từ bù trừ thuế đã nộp tại tỉnh khác và thuế phải nộp tại trụ sở chính. Đối với cách kê khai trên tờ khai HTKK thì các bạn sẽ vào phân hệ thuế giá trị gia tăng, chọn mẫu 05KK giá trị gia tăng thông tư 80. Còn đối với công ty kê khai thuế từ năm 2021 trở về trước thì các bạn sẽ áp dụng mẫu trên. Còn ở đây, từ năm 2022 trở đi thì chúng ta sẽ áp dụng theo thông tư 80. Các bạn chọn tỉnh, tôi ví dụ giấy rút vốn đầu tư này, công ty thi công tại dự án là công trình trường tiểu học Hòa Bình, chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình. Thì trên trụ sở chính, các bạn phải chọn là tỉnh Hòa Bình. Cơ quan thuế cấp cục Hòa Bình, chọn nơi nộp. Công trình đó đang thi công ở tỉnh huyện nào thì các bạn chọn nơi nộp ở tỉnh huyện đó. Các bạn lựa chọn là kê khai theo tháng hay theo từng lần phát sinh, tùy theo doanh nghiệp. Ở đây thì tôi sẽ chọn là kê khai theo từng lần phát sinh và chọn tờ khai lần đầu. Các bạn vào đồng ý. Các bạn lưu ý thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh thì được kê khai và nộp tại cơ quan thuế có công trình xây dựng tại tỉnh khác trụ sở chính theo từng lần phát sinh doanh thu. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn giá trị gia tăng là các bạn sẽ phải thực hiện kê khai tờ khai mẫu 05 này. Nếu mà các bạn là kê khai chậm thì sẽ bị phạt. Các bạn nhớ lựa chọn tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã, phường. Ở đây các bạn chọn là hoạt động xây dựng vì chúng ta thi công xây dựng công trình. Doanh thu chưa thuế là 2 tỷ 500 triệu đồng. Phần mềm sẽ tự tính ra cho các bạn số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo giống như ở trên giấy rút vốn. Là 25 triệu nộp thuế. Và như vậy thì kho bạc nhà nước tỉnh Hòa Bình sẽ thanh toán cho chúng ta số tiền 2 tỷ 475 triệu nữa thôi. Vì ở kho bạc giữ lại 25 triệu tiền thuế rồi. Và vì công trình này là công trình của nhà nước nên là mới có giấy rút vốn. Còn nếu như chúng ta thi công các công trình của các công ty doanh nghiệp thì sẽ không có giấy rút vốn này. Các bạn điền tên người ký vào. Chúng ta ghi và kết xuất ra XML để nộp cho cơ quan thuế. Nộp tờ khai này thì các bạn cũng nộp trên trang thuế điện tử.gdt.gov.vn. Vì ở trên giấy rút vốn số tiền thuế phải nộp đã được kho bạc giữ lại rồi, nên là sau khi nộp tờ khai này xong các bạn không cần phải nộp tiền thuế nữa. Còn trường hợp công ty các bạn mà thi công công trình ngoại tỉnh cho một công ty khác không có giấy rút vốn bởi vì là doanh nghiệp sẽ không có giấy rút vốn thì lúc đó các bạn nộp tờ khai thuế vãng lai xong thì các bạn phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước tại tỉnh mà chúng ta thi công. Các bạn nhớ là chúng ta chỉ kê khai thuế vãng lai trên mẫu 05, không cần kê khai và chỉ tiêu 39A trên tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01. Và số thuế giá trị gia tăng các bạn đã nộp tại tỉnh nơi có công trình xây dựng thì sẽ được bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại trụ sở chính. Cái này thì cơ quan thuế sẽ tự tổng hợp và bù trừ cho các bạn.
Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về thuế giá trị gia tăng vãng lai. Chúc các bạn học tốt.